Xin kính chào quý thầy cô. Dưới đây là giáo án môn mỹ thuật lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bản giáo án này do các thầy cô của kênh giáo viên biên soạn. Như trên màn hình, thầy cô có thể thấy đây là giáo án cho chủ đề 1, em yêu mỹ thuật, sẽ có những phần như sau. Trên đây là giáo án bài 1, em yêu mỹ thuật. Những bài còn lại trong chương trình môn mỹ thuật lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, đều được soạn chi tiết và đầy đủ theo mẫu như trên. Giáo án khi tải về là giáo án bản Word, thầy cô có thể dễ dàng chỉnh sửa tùy thuộc theo chương trình dạy của địa phương mình. Để biên soạn được giáo án này, nhóm giáo viên của kênh giáo viên mất rất nhiều thời gian và công sức, do vậy giáo án có mất phí. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ giáo án các môn lớp 3 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, chân trời sáng tạo và cánh diều. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây.